Chào tất cả các bác đã quay trở lại với kênh của bên mình nhé. Thì cái video này mình rất là mong muốn nó sẽ được tiếp cận tới rất là nhiều người có nhu cầu đang tìm kiếm cái cao cà gai leo chuẩn để dùng. Bởi vì cái cao cà gai leo là một cái cao mà rất nhiều người quan tâm dùng. Tuy nhiên thì là ở trên thị trường ấy, nó có rất nhiều loại cao và chất lượng cũng khác nhau. Thì rất là mong muốn cái video của mình, cái video này nó sẽ tới tay được và tới nhiều bác xem được. Bởi vì cái video này mình sẽ giới thiệu cho mọi người cái cao cà gai leo rất là chuẩn chất lượng của mình. Đây, như mọi người đang nhìn, đây là những cái hũ cà gai leo đóng vào lọ thủy tinh. Và một lọ như thế này là lọ 100g mọi người nhé. 100g cao cà gai leo đã cô đặc và cam kết nguyên chất 100%. Mọi người có thể bao test dưới mọi hình thức nhé, một chuẩn 100%. Nên bác nào muốn dùng cao cà gai leo chuẩn thì các bác liên hệ với mình, hoặc là các bác giới thiệu chia sẻ cái video này cho những người nào mà đang cần tìm cái cao cà gai leo chuẩn nhé. Thì cái cà gai leo nó hỗ trợ các vấn đề gì? Thì nó sẽ hỗ trợ các bệnh về viêm gan, tất cả các bệnh về gan như viêm gan B này, xơ gan này, suy giảm chức năng gan này. Rồi những bác nào mà dùng bia rượu thường xuyên, hoặc là men gan cao, mỡ máu cao, hoặc là mỡ máu nhiễm mỡ thì đều có thể dùng được cái cao cà gai leo như thế này nhé. Và một lọ cao cà gai leo này thì các bác có thể dùng được từ 15 cho tới 20 ngày. Đấy, nó là cao cô đặc nhưng nó không cứng như đá, mọi người lưu ý giúp mình nhé. Đối với những cao rẻ nó sẽ cứng, còn cao xịn nó sẽ không cứng, nó sẽ mềm. Và mọi người về dùng thì mọi người chỉ cần mở nắp ra, sau đó là mình lấy thìa, mình lấy một chút bằng hạt ngô, sau đó là mình hòa với nước ấm là mình dùng được trực tiếp luôn. Đấy, cái cao cà gai leo nó cô đặc, các bác không nên lấy quá nhiều cao và ở dạng cao đặc như thế này và hàng nguyên chất như thế này, thì các bác có thể dùng, các bác sẽ cảm nhận được nó nhanh hiệu quả hơn rất là nhiều. Cho nên là mình mới bảo là rất là mong cái video này tới được tay nhiều bác đang cần tìm cái cao cà gai leo chuẩn này. Đấy, khi mà các bác nấu cái cà gai leo thành cao mà cô đặc chuẩn nguyên chất ấy, thì các bác sẽ biết rằng để ra được một cái lọ 100g như này nó rất là lâu, và nó phải mất vài cân hàng khô, hàng nguyên chất, hàng khô ấy, thì mới ra được một lọ như thế này nhá. Cho nên là bác nào đang quan tâm về cái cà gai leo này thì các bác có thể liên hệ bên mình qua cái số hotline của bên mình, hoặc là kết bạn để bên mình tư vấn gửi hàng cho các bác. Đấy, bên mình nhận ship hàng từ một hũ như thế này. Đấy, mình khẳng định là một nữa, mình cam kết là cao cà gai leo chuẩn nguyên chất 100% nhé. Cho nên là bác nào mà đang có các vấn đề về gan, hay là thường xuyên bia rượu phải tiếp khách ấy, mà muốn bảo vệ gan thì các bác nên dùng cái cao cà gai leo này, và các bác liên hệ với lại cái số hotline để bên mình có thể tư vấn và gửi hàng cho các bác. Đấy, từ một lọ này bên mình cũng ship nhá. Đấy, các bác cứ liên hệ với lại cái số thì bên mình sẽ báo giá. Và khi mà các bác liên hệ bên mình thì các bác nói luôn là cần mua cái cao cà gai leo chuẩn nhá. Bởi vì bên mình có lên một cái cao cà gai leo của người Dao Đỏ Sapa thì nó không chuẩn được như cái cao cà gai leo nguyên chất nấu như này bác nhá. Rồi, bác nào đã dùng cái cao cà gai leo này của bên mình thì các bác có thể cho bên mình xin cái bình luận phản hồi ngay tại video này nhá. Hoặc các bác nào có câu hỏi nào về cái cao này thì các bác cứ bình luận ngay dưới video. Rồi, cảm ơn, hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.